Căn nhà 5 tầng của gia đình ông Nguyễn Lữ Hành đang thi công. Ông đã đầu tư thêm 50 triệu đồng để lắp đặt hệ thống nước nóng mặt trời cho 10 phòng trong căn nhà. Theo tính toán của ông, chỉ trong vòng hơn một năm, ông có thể lấy lại được khoản chi phí bỏ ra nhờ vào việc không phải đóng tiền điện khi sử dụng máy nước nóng mặt trời. Nó sẽ tiết kiệm điện. Cái thứ hai là vấn đề nó là an toàn. Là mình sử dụng nó thì nó không qua điện thì nó sẽ là an toàn. Cái thứ hai thì mình cũng thấy người tiêu dùng bình chọn nó tốt thì mình sẵn mình làm công trình đó, mình làm luôn. Không chỉ riêng ở nhà ông Hành, hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh đang xuất hiện ngày càng nhiều máy nước nóng dùng mặt trời. Khu vực miền Nam có từ 2.000 đến 2.600 giờ nắng một năm. Đó là điều kiện lý tưởng để người dân lựa chọn sử dụng loại máy này. Nỗi lo tiền điện cũng vì thế mà giảm đi được phần nào. Để xài để tiết kiệm trong cái sử dụng điện, nó lấy nước nóng mình làm đồ ăn cũng sạch này, nước ăn uống này mình nấu nó cũng nhanh hơn. Thì tháng này tiết kiệm thêm cũng được vài trăm ngàn thì cũng đỡ cho gia đình. Máy nước nóng mặt trời có chi phí lắp đặt ban đầu cao hơn so với loại sử dụng điện. Tuy nhiên, nếu tính bài toán kinh tế thì chỉ cần 2 năm là tiền điện sẽ bù lại tiền mua máy. Việc lắp đặt máy nước nóng mặt trời cũng dễ dàng hơn trong nội đô bởi vì người dân đều có xu hướng xây nhà cao tầng. Những cái nhà mà bây giờ người ta xây mới đó là người ta sẽ xài năng lượng mặt trời, với lại cái vị trí lắp đặt như thế nào qua thử nó có khuất nắng gì không. Thứ hai là những cái nhà máy ngói mình cũng vẫn có thể làm được, nhà máy tôn mình cũng làm được. Theo một thống kê, nhu cầu sử dụng máy nước nóng mặt trời của các hộ gia đình hiện tại tăng gấp đôi so với cách đây 2 năm. Nhiều hồ bơi, nhà hàng, khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh còn cho triển khai những dự án máy nước nóng có dung tích rất lớn phục vụ hoạt động kinh doanh. Từ năm 2000 trở lại đây thì chúng tôi thấy là dần dần bà con càng ngày càng chú ý nhiều. Nhưng mà đặc biệt trong vòng khoảng chừng 5 năm gần đây đó thì mọi người rất chú ý. Và chúng tôi rất vui mừng là ngày xưa đi vận động năn nỉ mọi người sử dụng nước nóng mặt trời thì bây giờ nước nóng mặt trời trở thành một mặt hàng kinh doanh của rất nhiều công ty. Việt Nam được xếp vào nhóm 10 nước giàu ánh sáng tự nhiên nhất trên thế giới. Và thành phố Hồ Chí Minh lại có rất nhiều giờ nắng trong ngày và trong năm nên rất thuận tiện cho việc sử dụng nguồn năng lượng mặt trời. Đây cũng là một giải pháp nhằm tiết kiệm điện trước mắt và về lâu dài sẽ góp phần bảo vệ môi trường nhờ việc tiết kiệm tài nguyên và chống biến đổi khí hậu.